Chào mừng các em đến với kênh Hề Liêm trong bài giảng. Hôm nay Hề xin dạy các em làm bài tập trong buổi bài tập toán lớp 3 sách chương trình sáng tạo. Trong lúc xem bài giảng, Hề Liêm đi có quảng cáo. Các em xem hết quảng cáo giúp Hề Liêm để Hề có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nhé. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập của bài ml nhé. Trước hết mình sẽ viết vào chỗ chấm. Ml là một đơn vị đo dung tích. Ml viết tắt sẽ là ml. Mình sẽ viết ở đây chính là ml. Và các em nhớ là 1.000 ml sẽ bằng 1 lít. Ở đây mình sẽ viết số 1.000. 1.000 ml sẽ bằng 1 lít. Và 1 ml nước chứa khoảng 20 giọt nước. Như vậy ở đây mình có một dụng cụ, đây là dụng cụ nhỏ giọt. Như vậy các em nếu có dụng cụ này, các em nhỏ 20 giọt nước thì sẽ được 1 ml nước. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu thực hành. Số 1 viết theo mẫu. Mỗi bình đựng bao nhiêu nước? Mình sẽ quan sát mẫu. Ở đây mình thấy là mực nước dâng tới đây là vạch đây là 600. Và đây là 800, ở giữa là 700. Như là ở bình này đang chứa là 700 ml nước. Giờ mình quan sát bình A thì mình thấy là mực nước dâng tới số vạch 200. Có nghĩa là 200 ml nước. Giờ tiếp theo mình quan sát bình B thì mình thấy là vạch nước đây là 200, 400, ở trên là 600, thì ở đây sẽ là 500. Như vậy là bình B sẽ có 500 ml nước. Giờ tiếp theo mình quan sát hình C thì mình thấy là vạch nước sẽ dâng tới số 1.000, có nghĩa là có 1.000 ml nước. Giờ như là mình xong câu thực hành số 1 nhé. Giờ câu thực hành số 1 các em hiểu bài, các em sẽ bấm click video hãy biết các em hiểu bài. Giờ tiếp theo là câu thực hành số 2. Câu thực hành số 2 mình sẽ đọc dung tích trên một vài hộp sữa trên nước. Giờ hãy hướng dẫn các em đọc nhé. Như vậy hộp sữa thì mình thấy là có nhiều loại. Hộp sữa nhỏ thì dung tích khoảng 110. Giờ mình thấy là hộp sữa nhỏ thì khoảng 110 ml nha. Còn hộp sữa lớn hơn thì khoảng là 180 ml. Còn chai nước. Chai nước thì chai nhỏ thì khoảng 350 ml. Còn chai lớn trung bình đó thì khoảng 500 ml. Lớn hơn nữa khoảng 1.500 ml. Có nhiều loại. Đúng. Như vậy các em sẽ quan sát trên cái bình đó, trên cái chai đó, xem có số bao nhiêu kèm với chữ ml, có nghĩa là dung tích sẽ là bao nhiêu ml. Đúng rồi. Giờ mình xong câu thực hành số 2, mình sẽ qua tiếp câu thực hành số 3. Câu thực hành số 3 thì mình sẽ dùng bình có vạch chia ml để nhận biết dung tích của một ly nước, hay còn gọi là cốc nước, dung tích bình nước của em. Mình sẽ quan sát hình thì mình thấy đây là có một cốc nước và một cái bình nước. Như muốn biết là cốc nước này là bao nhiêu nước thì mình sẽ đổ vào một cái bình có vạch chia. Thì mình đổ xem nước dâng tới vạch bao nhiêu thì mình sẽ đọc cái vạch đó chính là dung tích của ly nước. Tương tự mình sẽ đổ nước từ bình vào, mình xem nước dâng tới vạch nào thì chính là dung tích của bình nước đó. Ở đây thầy ví dụ như là cái ly nước có dung tích khoảng là 200 ml, đúng này. Còn cái bình này thì dung tích là khoảng là 1.000 ml chẳng hạn, đúng này. Giờ như là mình xong câu thực hành số 3, mình sẽ qua tiếp phần luyện tập.
Giờ mình sẽ làm câu số 1 phần luyện tập, mình sẽ điền số vào chỗ chấm. 3 lít đổ qua ml, mình nhớ là 1 lít sẽ là 1.000 ml, như 3 lít sẽ là 3.000 ml. Giờ 7 lít sẽ là 7.000 ml. Tiếp theo câu B, mình sẽ đổi ngược lại từ ml qua lít. Thì 1.000 ml sẽ bằng 1 lít, có nghĩa là 2.000 ml sẽ bằng 2 lít. 5.000 ml sẽ là 5, 5 lít. Giờ tiếp theo là câu C, 1 lít và 500 ml đổ qua ml. 1 lít sẽ là 1.000, 1.000 cộng 500 sẽ là 1.500 ml. Giờ 3.600 ml, thì 3.600 mình sẽ biến đổi là 3.000 cộng 600. 3.000 ml chính là 3 lít, còn lại là 600 ml. Như vậy 3.600 ml chính là 3 lít và 600 ml. Đúng rồi. Như vậy là mình xong câu thực hành số 1 nha. Giờ câu thực hành số 1, các em hiểu bài, các em sẽ bấm quit video. Thầy biết các em hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 2. Câu số 2 mình sẽ viết lít hay là ml vào chỗ chấm. Một thìa muỗng nhỏ chứa khoảng 5 ml mật ong. Mình thấy là cái lượng mật ong này rất là ít, thì chắc chắn là mình sẽ điền ở đây chính là ml nhé. Đúng này. Giờ cái bồn nước thì này rất là to, chứa rất là nhiều nước, nên ở đây mình sẽ để là lít. Đúng này. Như bồn nước sẽ chứa được 500 lít nước. Giờ có chai nước này so với cái bồn nước này rất là nhỏ, nên mình sẽ để ở đây là ml. Như vậy chai nước nhỏ này sẽ chứa được 500 ml nước. Đúng này. Như vậy là mình xong câu luyện tập số 2 nha. Giờ câu luyện tập số 2, các em theo bài, các em sẽ bấm click video. Hãy biết các em theo bài. Giờ tiếp theo là câu luyện tập số 3. Mỗi bình biểu thị lượng nước các bạn đã uống, viết vào chỗ chấm lượng nước các bạn cần uống thêm để đổ 2 lít nước. Giờ như vậy mình sẽ điền vào chỗ 3 chấm. Giờ như là thầy sẽ tính nháp phía dưới này cho các em hiểu nha. Mình sẽ tính nháp phía dưới. Như vậy là mình sẽ đổi 2 lít nước này qua ml nước nha. Đổi 2 lít nước mình sẽ đổi qua ml. Như vậy là 1 lít là 1.000, 2 lít là 2.000 ml nước. Giờ mình thấy là bạn Văn đã uống bao nhiêu? Bạn Văn đã uống được 1.000 ml nước. Như vậy là cần uống thêm 1.000 nữa là đủ. Đúng không? Như vậy ở đây mình sẽ để là 1.000. ml nước. Như là Văn cần uống thêm 1.000 ml nước là được. Giờ mình thấy là bạn Tấn đã uống được bao nhiêu? Được 800 ml. Nhưng mà sẽ lấy 2.000 trừ 800 nha. 2.000 trừ 800 sẽ bằng bao nhiêu? Sẽ bằng 1.200, đúng không? Như vậy ở đây mình sẽ để là bạn Tấn cần uống khi 1.200 ml nước là được, đúng không? Một nghìn hai trăm ml nước là được. Giờ như vậy là mình xong câu số 3 nha. Giờ câu số 3, các em hiểu bài, các em sẽ bấm click video, hãy biết các em hiểu bài.
Giờ phần tính nháp mình sẽ xóa đi nha. Giờ tiếp theo là câu số 4, viết vào chỗ chấm. Mỗi bạn sẽ lấy hai bình nào để hai bạn có lượng nước bằng nhau. Giờ thầy sẽ tính nháp phía dưới này cho các em hiểu nhé. Thì mình thấy là bình A sẽ có bao nhiêu nước? Bình A mình thấy là mực nước dâng tới số 900, có nghĩa là 900 ml nước. Đúng này. Còn bình B thì sao? Mình thấy là bình B sẽ dâng tới số, đây là 700, có nghĩa là 700 ml nước, đúng không? Còn bình C là có là, mình thấy là mực nước dâng tới số 800, có nghĩa là 800 ml nước. Còn bình D thì mình thấy là dâng tới 600, có nghĩa là 600 ml nước. Thì mình thấy là mình sẽ lấy một cái bình lớn nhất và một cái bình nhỏ nhất. 900 và 600 là 1.500. Còn lại bình B và bình C, 700 cộng 800 cũng bằng 1.500. Như vậy là bạn Lan quyết định lấy bình A và bình Còn bạn Tú sẽ lấy hai bình, chính là bình B và bình C. Đúng này. Là được. Như vậy mình xong câu số 4 nha. Giờ câu số 4 các em hiểu bài, các em sẽ bấm click video. Hãy biết các em hiểu bài. Phần tính nháp thầy sẽ xóa đi nhé. Giờ tiết cuối cùng mình sẽ đến phần khám phá, mình sẽ viết chữ lít hay là ml vào chỗ chấm. Một khe nhỏ còn gọi là khe cà phê chứa khoảng 5 ml chất lỏng. Thì mình thấy khe cà phê rất là nhỏ nên là để là ml thôi. Giờ một 3 chấm nước nặng khoảng 1 kg, thì mình nhớ là 1 lít nước sâu nặng khoảng 1 kg. Đúng này. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, các em thấy dạng giờ hiểu bấm khích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em là chưa đăng ký kênh của thầy Liêm, các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của thầy Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.